Chào mừng anh em quay trở lại nha. Thì sau vài chục cycle thì rốt cuộc là chúng ta cũng đã có những giọt oxy lọc đầu tiên. Thì ở đây có khoảng là 4 kg. Ba máy này chạy hết công suất luôn, chạy chạy hoài chạy mãi cũng thấy là nó có oxy lọc. Giờ bắt đầu mình có rồi, thì mình sẽ bắt đầu nổ ống qua lại. Thì mình sẽ bơm bơm oxy vào. Ở trong này làm chầm hơi bị kém. Thôi nói chung là vậy là được rồi, có là được rồi. Rồi mình sẽ nhiên liệu mình có rồi, giờ mình sẽ thiết kế trong khoang này. Hai cái mình sẽ thiết kế, hai cái thì mình thiết kế xong là chỗ bên này có oxy lỏng là mình vừa để bơm vào luôn á. Thì ở trong này mình sẽ thiết kế là xem. Giờ mình sẽ tiến hành thiết kế luôn cái mô hình để mà bơm. Trước tiên là cái bản đồ vũ trụ mình là chưa được khai phá này, thì mình sẽ phải cho cái tên lửa đầu tiên là cái tên lửa nhỏ này. Tên lửa này có khả năng là bay khoảng cỡ 30 ô đó. Nếu mình xây theo kiểu này thì mình sẽ bắt đầu xây luôn. Thì ở trong này mình sẽ dùng toàn bộ là sẽ xây bằng đồng này. Ở đây mình sẽ xây ống nước trước và ống chất khí trước, tại vì chỗ này sau này á là nó sẽ rất là khó xây. Chỗ này mình xây rồi là nó sẽ không xây được nữa, thì mình sẽ xây trước luôn. Như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ xây trong này một cái máy để mà bơm nha. Máy bơm mini này sẽ có tác dụng là bơm khí. Lúc nào cái cảm biến nó báo thì cảm biến ở đây là cảm biến chất khí. Dưới này sẽ lúc nào nó phát hiện CO2 thì nó sẽ bắt đầu bơm. Và để như vậy mình nổ dây tự động vào. Còn cái này mình nghĩ là để xây linh hoạt thôi. Xây như vậy nó khả năng là nó sẽ chiếm không gian. Và ở đây mình sẽ xây gạch lưới. Cái này xây xong. Sau khi mình nổ dây điện vào rồi thì mình sẽ xây ở đây ba cục gạch như vậy. Tại vì xây một cái mô hình phòng nhưng có một cái máy bơm trong này thì nó sẽ là ảnh hưởng tới cái chế độ phòng. Giống như là ví dụ một cái phòng ăn thì nó sẽ không có máy móc công nghiệp, cái máy bơm này sẽ tính là máy móc công nghiệp nên mình sẽ xây ra ngoài. Đó, như vậy. Và trên này mình sẽ xây cái máy cái nhà vệ sinh. Là xây cục gạch này xong là mình sẽ xây nhà vệ sinh ở đây luôn. Nhà vệ sinh ở đây. Rồi mình từ từ mình thiết kế cái phòng cái ở đây là cái phòng để mà thảm hiểm không gian đó. Cái nơi chủ yếu là mở rộng thì mình sẽ xây khác. Và cái chỗ mà để mà cái phòng mà để khai thác kim loại thì mình sẽ xây khác. Đó, mình sẽ xây như vậy. Ống nước. Ở bên cái hành tinh thứ hai á, thì mình đang cố gắng dọn dẹp hết mấy cái chỗ mà đỏ này. Thì mình cũng bọc cái chỗ này lại rồi. Chỗ này sau này mình sẽ khả năng là để dự trữ để mà nấu dầu hoặc là tương tự. Thì mấy cái này mình cũng sẽ dọn dẹp hết và mình xây hai cái lớp đất trên này. Hai lớp thì để chống phóng xạ thôi. Còn bên này thì mình sẽ xây khu tên lửa. Thì mình muốn bọc hết mấy cái này thì để tránh tình trạng sau này mà lỡ có cái chất khí gì nó rớt qua đấy thì nó cũng sẽ không bị hư. Thì mình chỉ phòng hơi thôi.
Rồi quay lại với cái tên lửa của mình thì tụi nó vẫn đang xây. Thì đường ống và đường khí thì mình sẽ xây hai cái giống nhau, nhưng mà cái nội thất bên trong thì nó sẽ khác nhau. Tại vì một cái tên lửa thì đi khai thác và là khác, mà còn một tên lửa để đi lấy tài nguyên sẽ là khác. Ở đây là mình có sao ít vậy ta? Draco lông này sao ít vậy? Con này đáng lẽ nó phải bắt đi chứ. Tại vì mình đâu có chọn con này lông này. Ở đây là mình sẽ chọn nhưng mà ưu tiên thấp hơn. Ở đây mình sẽ xây một cái trạm thiên văn để mà thứ nhất là mở rộng bản đồ, và thứ hai nữa là nghiên cứu của mình thì cũng cần một ít thêm một ít và database nữa, hình như hết rồi. Thì mình sẽ xây thêm một cái tạm thời, thì được chừng nào thì được thôi. Ở đây mình sẽ xây thêm cái trạm phòng thu thập dữ liệu trên vệ tinh này. Cái này sẽ cần nhựa để mà hoạt động. Thì xây chỗ nào ta? Chắc chỗ này à? Chắc là sẽ xây ở đây. Thì ở đây mình sẽ xây như vậy. Và không, ở đây sẽ xây một cái ô gạch lưới để mà khí CO2 nó xuống dưới này. Thì ở đây mình sẽ xây thang nhựa, và chờ nó xây xong rồi mình sẽ xây tiếp, sẽ tìm tiếp. Tại vì chờ nó xây xong nặng rồi mình sẽ xây nghiên cứu tiếp rồi xây tiếp. Ở đây là mình có hai cái trạm rồi, thì tiếp theo mình sẽ xây lại cái này. Ở đây sẽ là cái cảm biến thì mình nói rồi. Chất lỏng sẽ à khoảng mình còn chưa xây ống trong này ra nữa. Thì ống trong này ra, chất lỏng trong này ra, thì sẽ qua một cái cảm biến chất khí, cảm biến nguyên tố đường ống đây, qua một cái cảm biến, qua một cái van, van này sẽ điều khiển cái chất khí này. Nếu mà phát hiện oxy thì nó sẽ ra thải ra cái ống này, còn không thì nó sẽ đóng lại và nó sẽ đi ngang qua. Trong này mình giả sử trong này là khí CO2 thì nó sẽ được đi vòng lặp như vậy. Tiếp theo thì mình sẽ xây ở đây một cái bóng đèn. Thì mình sẽ xây bằng đồng để có độ trang trí cao này. Và một cái cảm biến. Đèn thì xây ở đây được. Còn cái cảm biến thì xây ở sát bên luôn, bằng đồng luôn. Thì trong này vàng vàng là có độ độ trang trí cao. Đồng thì thấp hơn, nhưng mà như vậy là tạm ổn rồi. Và tiếp theo mình sẽ xây dây điện. Ổ cắm điện. Và dây điện thì xây bằng đồng luôn. Rồi, nối vào. Dây này nối vào luôn. Ở dưới này thì mình sẽ xây máy xây tảo. Tên lửa này dùng tảo là chủ yếu. Thì mình sẽ ở đây một xây một cái bằng một cái máy nhận vật liệu tự động này, để cho nó tự động lấy tảo từ trong thùng này và bỏ vào cái máy này. Thì thằng đi nó sẽ không còn quan tâm tới chuyện là đâu nữa, nó chỉ cần còn làm việc là ở trên này thôi. Thang này mình có thể tháo được chứ? Chưa được. Và mình đang làm mát nước, thì nước ở dưới này mình đang làm mát xuống ở đây còn 22 độ. Rồi chỗ này, như vậy là mình xây xong này. Thì đường ống sẽ như vậy. Đường ống nước thì mình chuẩn bị bơm vào thôi. Ở đây mình sẽ cho 5 tấn nhựa, thì mình bỏ vật nhựa vào. Và ở đây mình sẽ chọn chất khí là khí CO2. Lúc nào cái cảm biến nó phát hiện khí CO2 thì nó sẽ bơm, cho máy bơm nó bơm. Nếu mà oxy, mình sẽ chọn ở đây là oxy.
thì nó sẽ mở van ra và cho ra ngoài này. Còn nếu CO2 thì nó sẽ chạy xuống dưới này. Ở đây trong này hơi nóng một xí nhưng mà sao. Và mình tháo này ra. Mình tháo này ra và mình thay bằng cái trạm điều khiển tên lửa này. Là mình có thể bay. Ở đây mình thiếu một cái thang này. Ở đây mình phải xây một cái thang nữa. Kích thước tối thiểu 32 ô. Ở trong này 31 ô à. Thì thả cái thang này. Rồi, đây là cái phòng xây của mình, nhưng mà hiện tại nó cũng không không tối ưu lắm, nhưng mà thôi kệ. Giờ mình sẽ cho Ellie nó đi khai phá thôi. À, còn phải bơm oxy vào nữa nhé. À, bơm oxy lỏng. Thì mình đã xây đây rồi. Ở đây mình sẽ bơm 50 giây. Mỗi giây mỗi ký thì 50 giây có 500 ký. Ở đây là 450. Oxy lỏng ở âm 180. 180 thì hơi ít à. Sao lâu vậy ta? Biết ngay mình không có dùng cái van này là vỡ ống rồi. Bơm ra còn 100 âm 175 độ à. Rất là ít luôn. À, mình xây thêm đây một cổng buffer nữa, tại vì nó phải bơm hai lần. Thì ở đây 450 ký, bên này 450 ký, và nếu dư ra thì nó sẽ chạy ngược vào lại chỗ này. Và nó sẽ không bao giờ hư ống được, thì mình cũng yên tâm rồi. Ở đây là nó sẽ bay được 30 ô này. Bên này thì rồi, như vậy là xong. Nhưng mình sẽ cho Ellie vào. Bên nào giờ hỏi nhiều ta? 30 ô nữa nên mình cũng lo. Thì khả năng bay bên này qua bên này. Đổi phiên gia Ellie. Và sau khi Ellie vào thì ở đây mình có khá nhiều oxy lỏng đó đó. Rồi, mình phải cho Ellie thả, bỏ túi khí ra. Và sẽ được ngủ ở đó. Hơi nóng xí, mình chưa có cách để làm mát chỗ này nữa. Chưa biết sao đây. Thì lúc nào nó không có việc thì nó sẽ vào làm việc này. Tại vì mình đặt cái này ưu tiên cao hơn. Thì như vậy, và tiếp theo mình sẽ thiết kế cái tên lửa bên này. Mình mới xây đường ống sẵn đây. Thì mình sẽ thiết kế luôn. Ở bên này mình sẽ xây hai bộ đồ bảo hộ để mình đi. À, giờ mình sẽ thiết kế luôn cái đường ống bên này thì cái mô hình bên này nhé. Trạm thì mình sẽ xây hai cái trạm dưỡng khí bằng đồng. Tiếp theo mình sẽ xây cái thang. Ở đây mình sẽ xây cái thang lên. Và ở đây mình sẽ xây hai cái cửa. Ở đây sẽ là gạch. Như vậy giờ nó có trang trí cao này. Và thì cũng xây cũng chắc là cũng tương tự giống bên kia thôi. Từ từ rồi tính tiếp. Đường ống. Khoan. Oxy từ trên này xuống thì sẽ đi đường ống này. Và đường ống này mình sẽ phải chỉnh lại. Thế
oxy. Rồi từ từ để chỉnh được, làm sao? Thì đường ống này. Chỗ này sẽ nổi ra và các ống. Này sẽ cắt luôn. Phải chỗ này ra. Mình sẽ xây ở đây cái ống đầu ra chất khí này này, và nó sẽ đi ra đường ống, tức là tên lửa mình bơm vào oxy mình bơm vào từ tên lửa thì nó sẽ ưu tiên qua cái ống này, và lúc nào trong cái nó sẽ vào cái bồn, cái đồ bảo hộ của mình, và lúc nào nó dư thì nó sẽ đi ra ngoài này vào đây luôn. Đó, như vậy thì đó là đường ống khí, và chỗ này mình sẽ xây cảm biến. Thì đầu này sẽ ra cảm biến van này, cái van này van áp suất cao để tránh tình trạng nó ráng được là nó sẽ bị lỗi. Thì lúc nào chất khí qua đây nó bật ra thì nó sẽ ưu tiên qua đây, còn không thì CO2 nó sẽ ra đường này. Và ở đây cái trạm trạm để đi ra ngoài thì mình sẽ xây sau, mình sẽ xây ở đây nhưng mà xây sau sau khi tụi nó làm xong việc đã. Ở đây thì mình sẽ xây một cái giường, giường này ở dưới này thì mình sẽ chọn là oxy, thì nó sẽ mở van này ra khu ngủ chung. Ở đây trồng thêm cái cây, ở đây mình có nhiều kim cương lắm nên trồng cái cây trong chỗ này, chỗ này và chỗ này. Sau này mình bỏ vài cái thùng để chứa đồ thì bỏ dưới này. Cái cảm biến thì mình sẽ để ở đây luôn được, tại vì chỗ này không có dùng gì. Cảm biến chất khí bỏ ở đây. Và ở đây mình sẽ xây một cái bình oxy nữa. Bình này sẽ là bình lớn. Không được, không gian phía trên bị chặn là cái thang. À, hiện tại ở trong khoang tên lửa của mình á, rất là nóng, thì mình sẽ tính bơm vào đây một ít oxy lỏng, nhưng mà không biết nó có bị lỗi gì không. Mình sẽ lưu lưu game trước, thì mình lưu game đây, lưu game xong mình sẽ bơm oxy lỏng vào. Khả năng nó sẽ bị, một là hư ống ở trong chỗ khoang tên lửa này, hai là nó sẽ bị hư ở đây. Hư ở đây sẽ thành thảm họa ra, mình muốn rồi nên mình sẽ tìm cách để xem, hy vọng là nó không sao. Trong đây là oxy hiện tại là 17 độ. Được ạ. Ở đây là 200. Sẽ bơm tiếp tục. Bơm cho nó vào. Mark chỗ này luôn, tại vì rút kinh nghiệm bên cái tên lửa cũ của mình. Tên lửa đầu tiên để nghiên cứu á thì nó hiện tại rất là nóng. Ở đây mình vừa tìm được thấy hành tinh này rồi, hành tinh cả. Thì giờ mình sẽ cho thằng nó bay qua đây, hy vọng là sẽ tìm được tên lửa núi lửa niobium. Thì ở trong này oxy 2 kg mấy rồi, thôi được rồi, bơm nhiều quá là cũng tốt. Ở dưới này mình xây mô hình để chuyển oxy, nhưng mà hiện tại nó không hoạt động,
Thì mình đang nghĩ tới việc là sửa chữa một xí, là cho nó xuyên qua bên này để mình xây cái này vào đây. À, mình sẽ xây dịch cái tên lửa này qua một xí để mình xây được cái ống nạp khí này và chuyển oxy vào trong chỗ cái khá khoang này. Thì oxy thì mình sẽ bơm trực tiếp từ dưới chỗ nhà mình lên. Hiện tại oxy ở trong này thì khoảng cỡ 24 độ. Và mình sẽ xây lại cái đường ống này để nó cách nhiệt. Tại vì nếu xây như vậy thì nó sẽ trao đổi nhiệt với bên ngoài và sẽ rất nóng oxy này của mình. À, tên lửa sau này nó về nó sẽ hạ cánh ở đây. Trong này thì mình đã bơm oxy vào đây, đeo đồ bảo hộ lên, đường oxy thì vào đây rồi. Rồi như vậy là xong. Ở trong này mình sẽ xây cái này. Ellie của mình hiện tại là hết oán nên mình phải cho nó bay về. Và mình cũng được tìm được cái hành tinh vàng này. Thì mình sẽ cố gắng tìm hành tinh nước và tìm supercoolant, chế tạo supercoolant. Thì mình sẽ trước tiên mình sẽ phải qua bên chỗ hành tinh này, chỗ gần hành tinh Draco. Mình sẽ khai thác cái núi lửa vàng này và cho nó bắn về nhà đã. Núi lửa đông, núi lửa vàng. Thì hiện tại mình cần vàng thì mình đem vàng đi về đầu tiên đã. Thì mình cũng đang chế tạo một ít kính để sau này qua bên kia mà mình có năng lượng mặt trời để mà khai thác. Thì đồng thời bên kia cũng có cái mặt khí ga tự nhiên thì mình cũng sẽ khai thác luôn. Thì mình sẽ đem nhựa 5 tấn, thép 10 tấn và 50 sợi timberite này. Lúc đầu tính xây cái giường này cho đẹp nhưng mà nhớ lại là hai thằng đệ như một thằng ngủ ở đâu thì giờ phải phá phá xây cái giường này cũng đủ, thì phải hai xây hai giường thường này. Tôi là ghê ta. À, ở tên lửa này thì mình xây thêm một cái mô đun do thám. Tại ra là hành tinh Draco mình là nó nằm gần ngay hành tinh vàng này luôn. Thì mình sẽ bay tới đây, mình thả robot xuống nó bay về và thay lại mô đun kia, mô đun mà thả đề xuống ấy. Rồi mình sẽ có đủ thép và mình sẽ bắt đầu xuống xây xây và rồi mình sẽ cho tên lửa này hạ xuống rồi bắt đầu khai thác luôn, tại vì mình cũng muốn chơi nữa. Mình tìm thấy hành tinh của Niobium rồi mấy bác, thì mình chưa tới được nên là mình cũng không xây được luôn. Thì trước tiên thì mình phải ưu tiên khai thác cái mặt nào trước ta? Cái mặt này rất là khó khai thác này. Thôi mình thử qua vàng trước đi, tại vì nó vàng nó nằm gần. À, tên lửa nó thả xong rồi thì mình sẽ cho nó về. Ở đây hai thằng này mình quên bỏ đồ ăn rồi, nhưng mà không sao. À, bay về nhà có một một xe cô thôi. Ở đây mình quên xây cái chỗ đồ ăn thì mình sẽ xây thôi. À, ở bên hành tinh vàng này thì mình sẽ cho robot này nó đào đào xuống dưới, đào được này. Và đi tìm mặt vàng, mình sẽ tìm mặt vàng đầu tiên và sẽ khai thác đầu tiên luôn. Rồi mình sẽ quay lại và mình thay bằng tàu tiên phong này, rồi mình sẽ thả nó xuống và xây được cái tên lửa và cho tên lửa nó đáp xuống, và mình sẽ tiến hành xây tạo một cái chỗ ở đầu tiên. Thì tàu này hai đứa vào nhé, mày và Amari. Rồi áo à, chứ chưa, mình phải xây cái chỗ đồ ăn nè. À, ở đây thủy tinh
sao thủy tinh. À đây, mình có một ô. Một ô này để bỏ đồ ăn, bỏ vài chục ký ra. Rồi mình sẽ cho thằng Amari này xuống. Thì chá. Thì sau khi xuống được thì mình sẽ xây một cái tên lửa ở đây. Tên lửa thì mình sẽ xây ngay đây luôn. Ở đây được không ta? Vừa đủ. Ở đây mình tìm ra hai cái núi lửa vàng rồi, và dưới đây một núi lửa combat, thì khả năng mình sẽ khai thác cái ba mặt này chung với nhau luôn. Ở dưới này rất là nhiều kim loại, nhưng mà tính về lâu dài thì mình phải xây một cái chỗ ở dưới này. Thì khả năng mình sẽ xây ở dưới này luôn, mình thiết kế một cái chỗ để mà ở. Nhiệt độ ở đây thì cũng mát thôi, chắc là xây ở đây này, tại vì chỗ này là mát nhất. Và trước tiên mình sẽ kích hoạt cái này đã. Kích hoạt cái này để sau này mình sẽ chọn để và cho nó tự động xây ở đây. Mình cần phải mất công xây, hoặc là mình cũng xây được. Rồi, như vậy thì để xây dựng thì trước tiên mình cần phải tự thân vận động là mình xây một cái chỗ ở đây trước. Thì như vậy, và xây một chỗ ở đây. Thì ở đây mình sẽ xây gạch cắt nhiệt luôn. Như vậy tiếp theo mình sẽ phá hết chỗ này. Khả năng là cho robot nó phá thôi. Từ đây thì làm mấy việc khác. Cái thằng này sao đứng game vậy? Mình sẽ dồn nước xuống dưới này và sau này mình sẽ khai thác dưới này. À, hiện tại là mình cho hai tên lửa đạp xuống đây luôn rồi, thì mình sẽ cho nó bằng một ít băng vào đây cho nó mát không khí này. Thì xây khoảng 2 tấm thôi là được. Chỗ nào nóng thì mình xây thêm một cục băng nữa. Đó là mát liền thôi mà. Mình phải trong tình trạng là chuẩn bị để mà quét. Đó, mình phải quét trước cảm thôi là. Rồi, để như vậy là nó mát thôi. Tương tự bên này. Bên này mình cũng sẽ xây một tấm băng nữa. Cho nó mát bởi cái lạnh quá, à nóng quá.